Xin chào mọi người, mình tên là Đoan, một thành viên của team hôm nay. Từ giờ mình sẽ cùng đồng hành với mọi người trong những video sắp tới của hôm nay nha. Với chuyên mục House Tour lần này thì mình sẽ dẫn các bạn ghé thăm ngôi nhà của chị Thanh Trần và kể cho mọi người nghe câu chuyện xung quanh việc tạo nên ngôi nhà này nhé. Giờ thì theo chân mình nha mọi người ơi. Ngôi nhà rộng 62m2 gồm 3 tầng lầu với 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm và 1 phòng thờ. Theo chia sẻ của chị Thanh thì từ việc lên ý tưởng, thuê thiết kế và thi công ngôi nhà, chị đều làm việc online hết. Nên mình mong muốn với video lần này có thể quay thật đẹp để gửi đến chị. Thành quả và nỗ lực của chị tuyệt vời như thế nào. Khu vực đầu tiên của ngôi nhà không gì khác chính là phòng khách được bố trí bằng bộ sofa màu be cùng những chiếc gối vuông trang trí làm điểm nhấn. Giữa phòng là xếp bàn sofa lớn với bề mặt bằng gỗ và khung chân sắt. Hàng gối nhỏ hai màu trắng và xanh xám xen kẽ nhau trông xinh xắn quá phải không mọi người. Để mình cho mọi người nhìn rõ hơn về chất liệu của sofa. Sofa làm bằng vải bố màu trắng cho nên là giúp không gian trông tinh tế và nhã nhặn hơn rất nhiều. Và ở giữa là một bình hoa màu tím nhỏ đặt ở trên bàn sofa được mẹ chị Thanh chăm chút cho không gian. Cận cảnh một tí chiếc bàn sofa nhà chị Thanh cho mọi người xem. Bàn trà nhà chị Thanh là bàn trà đôi với thiết kế bao gồm một bàn trà to và một bàn trà nhỏ. Có thể lồng ghép lại với nhau mang đến sự gọn gàng ngăn nắp cho không gian bài trí đó. Ở giữa phòng thì được đặt một chiếc thảm lớn hình chữ nhật. Một chiếc thảm sẽ giúp tổng thể kết nối tốt hơn, tránh mang đến cảm giác rời rạc cho ngôi nhà. Mặc dù cũng rất muốn quay nhiều hơn về gia đình của chị nhưng do mọi người hơi ngại á, nên chắc là video lần này mọi người chỉ có thể nhìn thấy không gian cùng giọng nói của mình thôi. Và đây là khu vực kệ tivi đối diện với sofa nha mọi người. Vì là nhà mới nên cũng chưa có sắm tivi, thay vào đó chiếc kệ được trang trí bằng những bình hoa đỏ tươi như thế này nè. Nếu mọi người để ý kỹ thì thấy là gia đình chị Thanh cực kỳ yêu thiên nhiên cây cảnh luôn. Mọi khu vực đều được trưng bày một lọ hoa xinh xắn. Bây giờ thì cùng mình đi tiếp đến khu vực bếp và bàn ăn nhà chị Thanh nha. Ngăn cách giữa phòng khách và bếp chính là khu vực bố trí bộ bàn ghế bằng gỗ. Bộ bàn ăn với điểm nhấn là kệ tủ được thiết kế riêng với chất liệu gỗ đơn giản nhưng cực kỳ phù hợp với concept tổng thể của ngôi nhà. Và mình thấy không chỉ với gia đình chị Thanh mà bất cứ người Việt Nam nào thì chắc mọi người đều ưa chuộng nội thất gỗ vì mang lại sự ấm cúng cho ngôi nhà của mình hơn. Có thể nói bộ bàn ghế mango 6 ghế này dạo gần đây rất hay được sử dụng trong nhiều gia đình. Theo mình cảm nhận thì bộ bàn ăn có vẻ đẹp sang trọng, pha chút cổ điển, mang đến cho nhà bạn một không gian bếp hiện đại và ấm áp. Ghế bọc simili cao cấp và có nệm dày nên ngồi sẽ thoải mái lắm. Có lẽ khu vực mà mình thích nhất ở nhà của chị Thanh chính là hệ tủ bếp khi được đặt ngay phía dưới giếng trời, tạo cảm giác thông thoáng cho toàn bộ căn nhà luôn. Điều đặc biệt là không gian nhà chị Thanh là không gian mở, phòng khách và phòng bếp đều không bị ngăn cách nên tạo cảm giác ấm cúng, đúng chuẩn style phương Đông khi không có gì ngăn cách không gian cũng như giữa gia đình vậy á, các thành viên trong nhà có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Và một chút thông tin chia sẻ đến mọi người thì tủ bếp nhà chị Thanh làm có chi phí khoảng 30 triệu. Nếu tính cả phần đá ốp bếp, tường bếp, mặt bếp và các vật dụng khác thì hết hơn 50 triệu. Đá ốp bếp nhà chị Thanh là đá terrazzo có giá từ khoảng 1 triệu 2 đến 2 triệu mét vuông nha. Với ưu điểm là độ bền cao, dễ dàng bảo trì, thân thiện với môi trường nên loại đá này vẫn thường được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng. Bồn rửa thì có chất liệu inox SUS 304 không gỉ sét. Ưu điểm của vật liệu này là giúp cho bề mặt bồn rửa luôn luôn láng mịn, khó trầy xước và dễ dàng vệ sinh làm sạch. Tủ bếp dưới thì được thiết kế thông minh khi trang bị các khung kệ chứa đồ một cách linh hoạt và tiện lợi. Kệ xây thì thường có giá khoảng 1 triệu, nếu bạn muốn lắp cái kệ như thế này thì khi làm tủ bếp với bên thi công nên bảo họ tính đủ không gian để mình có thể lắp kệ sử dụng. Và với cái kệ gia vị này cũng vậy, với chất liệu inox 304, bề mặt mạ chrome 5 lớp, có thể dùng cho hộc tủ cánh kéo ra, quá hiện đại luôn, vừa tiện lợi vừa giúp cho bếp gọn gàng hơn rất là nhiều. Thích một cái nữa là tủ bếp nhà chị Thanh còn trang bị đèn ở dưới tủ, nhìn nó cứ lung linh và hiện đại như thế nào á. Mình để ý thấy dạo gần đây nhiều gia đình cũng lựa chọn sử dụng máy lọc nước trong nhà, không chỉ loại bỏ những tạp chất, kim loại nặng, vi khuẩn mà còn bổ sung thêm khoáng chất có lợi cho sức khỏe nữa. Và giá thì thường sẽ khoảng từ 4 đến 5 triệu trở lên. Cho mọi người xem khu vực tủ bếp khi không bật đèn. Nhờ có phần giếng trời phía trên mà bếp nhà chị Thanh vẫn luôn rất sáng sủa và trong lành đúng không mọi người?
Đi thẳng qua bếp thì tụi mình sẽ vào thăm phòng ngủ của bà ngoại chị Thanh. Mình đã xin phép bà ngoại chị và cả mọi người trong nhà để có thể quay một tí về không gian riêng tư của gia đình. Thì đây là phòng của bà ngoại chị Thanh nha mọi người. Khá đơn giản với gam màu trắng và gỗ nhã nhặn. Một chiếc tranh treo trang trí một tí được đặt ngay giữa phòng, thêm một bộ ráp giường màu nâu vừa phải phù hợp cho người lớn tuổi. Vì phòng cũng khá bé nên để có thêm không gian chứa đồ thì chiếc giường ngủ đã được tận dụng để làm hộc kéo dự trữ. Kế bên là phòng tắm nhỏ đặt ở tầng 1 để bà ngoại có thể tiện sử dụng hơn. Một điểm sáng nữa của ngôi nhà chính là phần cầu thang được thiết kế mở như thế này, có thể nhìn xuyên suốt giữa các tầng lầu. Và vì cầu thang thiết kế mở hơi khó di chuyển một tí nên phòng của bà ngoại chị Thanh đã được đặt ở tầng 1 để cho bà dễ di chuyển hơn. Tâm sự thì mới biết bà ngoại của chị Thanh thích nhất trong nhà là có cầu thang này. Chị Thanh đã tận dụng góc phía dưới cầu thang biến một góc chết trong nhà thành một chỗ ngồi nghỉ thú vị thế này đây. Quả là một ý tưởng độc đáo phải không mọi người? Và có lẽ vì nhà cũng mới xây nên khu vực này còn khá trống, chưa được trang trí thêm gì ngoài một chiếc gối nhỏ. Theo mình, nếu có cầu thang đặt thêm một chiếc nệm hay một chiếc chăn êm thì chắc chắn sẽ còn xinh hơn nữa. Phần dưới thì làm hộc tủ chứa đồ, tiện lợi đa năng lại còn tiết kiệm diện tích. Phần gạch xám xi măng mang đến vẻ ngoài hiện đại cho không gian. Chia sẻ nhỏ với mọi người là gia đình chị Thanh cực kỳ dễ thương và hiếu khách luôn. Bà ngoại của chị cứ luôn hỏi mình và Tim hôm nay đã uống nước chưa, quay có mệt không, uống nước rồi hẳn quay. Sau đó Tim mình còn vào ngồi nói chuyện tâm sự một tí với bà nữa, vui lắm luôn á. Giờ thì mình sẽ di chuyển đến khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Ngay phía bên phải cầu thang một tí thôi là không gian phòng của em trai chị Thanh nha. Phòng không quá lớn nhưng có đầy đủ nội thất cần thiết và đều đồng bộ với nhau. Khu vực bàn học của em trai chị Thanh khá đơn giản, chắc vì là con trai nên cũng không có quá nhiều đồ. Chiếc ghế lưới đơn giản màu trắng có thêm chiếc đệm nhỏ để ngồi học sẽ thoải mái hơn. Trên kệ thì được đặt đồ trang trí và các dụng cụ học tập của bạn ấy. Đặc biệt khi mình nhìn thấy bằng khen học sinh giỏi lớp 12 của em trai chị Thanh, đương nhiên ngay lập tức mình phải đi quay lại ngay để còn bỏ vào edit video và khoe với chị Thanh nữa chứ. Và khoe với tất cả mọi người đang theo dõi kênh hôm nay nữa. Em trai chị Thanh giỏi quá luôn. Giường ngủ của bạn cũng có hộc tủ để chứa đồ nha. Màu ráp giường thì là màu nâu cùng với màu vàng sáng, trông năng động và khỏe mạnh. Một cái hay nữa là hệ tủ quần áo được thiết kế riêng kết hợp cùng một chỗ ngồi nhỏ ở phía bên phải. Và đương nhiên không để phí bất kỳ khoảng trống nào, phần ghế ngồi cũng được tận dụng làm hộc chứa đồ. Mọi người có thể tham khảo ý tưởng về việc tận dụng không gian nhà giống như nhà của chị Thanh để có thể tạo nên một không gian sống tối ưu nhất. Một điểm khác nữa mà mình cực kỳ thích là khi bước ra từ phòng ngủ của bạn thì ngay lập tức một khoảng tường trắng lung linh cây cảnh xuất hiện. Với một đứa thích mê cái không gian mở cùng cái ánh sáng tự nhiên thì không thể không trầm trồ trước cái view giếng trời ăn điểm này của chị Thanh. Giờ thì mình sẽ ghé ngang phòng ngủ chính của ngôi nhà. Căn phòng phải tràn ngập ánh sáng mặt trời, đồ nội thất gỗ cùng gam màu trắng khiến cả không gian như bừng sáng luôn. Theo mình biết thì nhà chị cũng vừa mới xây nên vẫn chưa có quá nhiều đồ đạc lắm. Mình nghĩ thêm một thời gian nữa thì căn nhà sẽ đầy đủ hơn để có thể chào đón chị Thanh từ nước ngoài trở về. Có thể thấy đặc trưng của tất cả các phòng ngủ là hệ tủ đồ đều được làm kích trần để có thể đựng được nhiều đồ nhất. Và mình thấy việc chọn màu trắng làm chủ đạo cho tất cả tủ đồ cũng giúp cho không gian không bị tù túng và ngột ngạt. Chắc mọi người cũng thấy là tất cả nội thất đều được đặt làm riêng để đồng bộ với nhau, từ giường đến tủ quần áo và cả bàn trang điểm kế bên tủ. Với chiếc bàn này thì mặc dù được đặt làm riêng nhưng thật ra đây cũng là một mẫu bàn khá phổ biến và được nhiều người yêu thích sử dụng.
Cho nên những mẫu mã này thì mọi người có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng nội thất, cho nên là đừng lo là không mua được. Và đây là phía ngoài phòng tắm của khu vực lầu 2, khá tương tự với phòng tắm ở lầu 1. Và cuối cùng là tầng 3 của ngôi nhà. Hiện tại mình đang đứng ngay cầu thang dẫn lên phòng thờ cúng tổ tiên của gia đình. Mình sẽ ghi lại khu vực này một chút cho mọi người xem. Thì khu vực thờ cúng được ngăn cách bằng một bức tường với họa tiết cách điệu và cầu kỳ. Bên trong là hệ tủ gỗ lớn để thờ cúng với tông mộ gỗ trầm, cho thấy được sự trang nghiêm cần có của khu vực này. Và từ khu vực phòng thờ, mình đang đi ra khoảng sân phía trước của ngôi nhà. Một khoảng sân nhỏ ngắm nhìn phố phường đường xá, trông thích thật sự. Theo lời chị Thanh chia sẻ thì sau này khoảng sân này sẽ được nâng cấp để trở thành một khu vườn nhỏ trên cao với cây cối, mái che và là nơi hội họp những bữa tiệc của gia đình. Và cái điểm mà mình muốn khoe một lần nữa với mọi người là phần thiết kế giếng trời giữa nhà khá rộng, nên thoáng và cực kỳ nhiều ánh sáng. Mặc dù nhà hướng nam nhưng vẫn rất mát, vì nhà có ông bà nên không gian mở và thoáng sẽ khiến họ thoải mái và dễ chịu hơn so với một không gian ngột ngạt tù túng. Và đó là những gì mình đã ghi lại được khi ghé thăm nhà của chị Thanh. Mong chiếc video này sẽ khiến chị thấy tự hào về những nỗ lực chị đã cố gắng để có thể dành tặng món quà ý nghĩa này tới gia đình của chị. Và mong mọi người sẽ thích video này cũng như màn chào sân của mình trong việc dẫn dắt trò chuyện với mọi người nha. Nếu mọi người yêu thích căn nhà này, hãy like, comment cho mình biết. Và đừng quên nhấn đăng ký channel của hôm nay để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.